lắng gì vậy? Tết ý, mình phải mặc áo dài đúng không? Đúng rồi. Mà áo dài bình thường thì nó quá tầm thường. Quá tầm thường? Phải độc, phải lạ. Mà muốn độc, muốn lạ thì phải sao? Phải sáng tạo, đúng không? Đúng. Phải sáng tạo. Chính vì thế em sáng tạo đi. Mà khi mà áo dài ra thành phẩm, người mà chị dâng tặng ý là anh Tùng Lêu. Anh Tùng ý, khi mà nhận được áo dài chị tặng ý, đảm bảo thích mê, đúng không nào? Mà một khi đã thích thì phải làm sao? Không nói ai biết. Hớ vẩn, thích ý là sẽ trao giải cho chị. Và chị sẽ được giải nhân vật của năm, đúng không nào? Đúng.